Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,08%, giao dịch quanh vùng giá 2.159,3 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,40%, giao dịch ở mức 103,85 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là gần 2%, giao dịch ở mức 63.191 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,299% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống giảm, đứng mức 83,11 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Với sự phục hồi vững chắc của chỉ số đồng bạc xanh trong vài phiên vừa qua là yếu tố giảm giá đang đè nặng lên thị trường kim loại quý. Cuộc họp tháng 3 của FOMC đang diễn ra và Ngân hàng Trung ương sẽ đưa ra quyết định về lãi suất chiều ngày thứ tư theo giờ Mỹ. Mặc dù các nhà phân tích và nhà giao dịch hầu như đang nhất trí với niềm tin rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ không được cân nhắc trong tháng này, nhưng vẫn có khả năng xảy ra kịch tính. Theo Bo Habuko, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại LG Future nói với Kiko News rằng giá vàng đang rất nhạy cảm với dữ liệu lạm phát trước FOMC. Ông cho biết việc giá giảm vào ngày thứ ba và thứ năm trong tuần trước cho thấy thị trường đang lo lắng Fed có thể đang xem xét lại lộ trình điều hành lãi suất. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào thông báo hôm thứ tư, và nếu họ giữ thái độ trung lập và nói điều gì đó tương tự, vàng và bạc sẽ bị bán tháo. Bạn sẽ thấy một đợt bán tháo lớn, đó sẽ là một đợt bán tháo ngắn hạn nhưng sẽ rất quyết liệt, theo ông Habuko nói. Cùng với quan điểm này, Adam Burton, chiến lược gia tiền tệ trưởng tại forexline.com, nói với Kiko News rằng việc Fed chuyển sang trung lập sẽ có tác động lớn đến kim loại quý cũng như các thị trường rộng lớn hơn. Nếu Fed từ bỏ xu hướng nới lỏng, điều đó sẽ rất tệ đối với các tài sản rủi ro, bao gồm cả vàng. Có một số lo ngại thực sự về việc Fed chuyển sang hướng trung lập, nhưng việc giữ quan điểm trung lập sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự, theo ông nói. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ toàn diện, có trọng tâm trọng điểm đối với thị trường vàng, giám sát thanh tra kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, các chủ thể khác tham gia thị trường. Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3 năm nay. Từ cuối năm 2023 đến nay thì Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá vàng miếng chênh cao quá so với thế giới. Đến thời điểm hiện tại thì tạm thời cũng chưa thấy có sự điều chỉnh nào. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bù số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều được điều chỉnh tăng trở lại. Chi tiết chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ở bảng giá vàng phần cuối bản tin này. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại đến thời điểm chiều nay vẫn tăng giảm trái chiều trong biên độ hẹp, giảm 10 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Hiện tại mua vào mức 24.550 đồng trên đô la Mỹ, bán ra 24.920 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.480 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.580 đồng trên đô la Mỹ, tăng 30 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.970.000, bán ra 8.170.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.970.000, bán ra 8.172.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra.
Pin SIM Hồ Chí Minh và pin SIM Hà Nội mua vào 7.975.000, bán ra 8.170.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Đô SIM Hồ Chí Minh và đô SIM Hà Nội mua vào 7.960.000, bán ra 8.160.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SDC mua vào 7.970.000, bán ra 8.160.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.975.000, bán ra 8.155.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Mi Hồng SDC mua vào 8.010.000, bán ra 8.110.000, tăng 30.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SDC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.950.000, bán ra 8.120.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 7.960.000, bán ra 8.160.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.970.000, bán ra 8.172.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đến 2 triệu 060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.970.000, bán ra 8.172.000. STC Huế mua vào 7.967.000, bán ra 8.172.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.970.000, bán ra 8.170.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.970.000, bán ra 8.172.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.968.000, bán ra 8.172.000. Cuối cùng là giá nhất bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác hiện tại cũng được điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, tăng trong khoảng 21.000 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.750.000, bán ra 6.870.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.750.000, bán ra 6.880.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.740.000, bán ra 6.820.000. Vàng 24K mua vào 6.602.5 nghìn, bán ra 6.752.5 nghìn, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.930.5 nghìn, bán ra 5.130.5 nghìn, tăng 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.791.5 nghìn, bán ra 3.991.5 nghìn, tăng 3.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.659.2 nghìn, bán ra 2.859.2 nghìn, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.